Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với Testing Fabric One. Thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách sử dụng Postman để thực hiện Cover API Testing ha. Đầu tiên chúng ta sẽ cần phải install Postman Tool để có thể thực hiện install Postman Tool trên hầu hết các cái platform là Windows, Mac OS. Thì chúng ta sẽ cần access đến cái trang download của bên phía Postman. Chúng ta có thể tìm đến Google Search và chọn vô trang là postman.com suite download ha. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là Postman sẽ hỗ trợ cho chúng ta hầu hết các cái platform để install trên một cái Win application, là có thể là Windows application hoặc là Mac OS. Đối với các bạn nào xài Mac OS thì các bạn cần phải coi xem máy tính của các bạn đang sử dụng hỗ trợ là chip Intel hay là chip Apple, để các bạn download để nó tương ứng tương thích với cái chip của các bạn hay trên máy tính của các bạn. Đối với các bạn nào chưa làm quen với Mac thì mình sẽ làm một cái video clip để hướng dẫn cho các bạn có thể cài đặt Postman. Ngoài ra thì đối với các bạn đang xài máy tính Windows thì các bạn phải chọn vô đúng cái OS của chúng ta ha, hay cái platform của chúng ta đang là Windows, để các bạn download và tương ứng cho Linux. Ngoài ra thì Postman nó có hỗ trợ trên web thì các bạn có thể click vô đây để launch Postman. Ok, khi mà chúng ta download xong thì chúng ta sẽ có được cái giao diện giống như vậy. Ở đây là Postman của mình đã sign up với cái account của mình là cái Testing for Everyone Channel. Khi mà các bạn mới cài đặt lên thì các bạn sẽ thấy là các bạn sẽ có cái giao diện giống như vậy. Thì để có thể lưu trữ tất cả những gì các bạn làm việc trên project của các bạn đó, hoặc là trên dự án, hoặc là cá nhân của các bạn, hoặc là trong khi mà các bạn làm việc cho dự án, thì các bạn nên tạo ra một cái account của Postman và link nó đến với Google account hoặc là cái email của các bạn đang xài, để khi mà các bạn đang chuyển sang một cái máy tính khác thì tất cả những cái workspace và những cái gì các bạn làm trên Postman tool thì nó sẽ lưu trữ và nó sync up lại. Đây cũng là một trong những cái feature rất là hay của Postman để giúp cho chúng ta có thể sync up trên tất cả các account. Thì ở đây mình khi mà mình muốn sign up vô cái account của mình đang xài thì mình sẽ click vô, thì nó sẽ tự động nó navigate đến cái trang. Ở đây mình đã login với cái email của mình, các bạn sẽ chọn như đây. Khi mà mình chưa có login á thì các bạn sẽ thấy được có cái option là Google hoặc là email, thì các bạn chọn vô Google thì nó sẽ tự login với cái account Google và nó sign up với cái account Google đó luôn. Tại vì hiện tại là mình đã sign up rồi nên là mình sẽ chọn vô cái account của mình thôi. Còn đối với các bạn thì nó sẽ cho phép các bạn lựa chọn cái Google account, rồi các bạn input account email của Google và nó sẽ sign up. Khi mà mình click vô cái email mình muốn login thì nó sẽ yêu cầu là mình muốn xài cái dạng Postman của application hay là mình muốn bật cái Postman, thì mình chọn bật cái Postman. Thì tự lúc đó nó sẽ tự động login từ bên web, nó sẽ lên với login trên cái app. Thì khi mà mình làm bất cứ gì vào ở trên cái workspace này thì nó sẽ sinh lên trên cái account của mình, và mình login ở trên một account khác thì tất cả những thông tin ở máy này nó sẽ sinh với máy kia. Thì cái này là về khía cạnh là cloud service mà của Postman nó hỗ trợ cho chúng ta sinh up, nó lưu trữ tất cả những dự án mà chúng ta đang muốn làm việc. Ok, đó là cái việc install, và chúng ta sẽ cần phải làm quen với cái workspace, và tiếp theo đó là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là cách tạo ra một cái request example dựa trên Postman, và việc là download Postman thì mình mới hướng dẫn cho các bạn rồi ha. Ok, và tiếp theo là chúng ta sẽ làm quen đến cái phần workspace cũng như những cái feature mà Postman nó hỗ trợ cho chúng ta. Thì đầu tiên chúng ta sẽ cần làm quen, đó là chúng ta sẽ cần phải tạo một cái collection. Collection các bạn có thể hiểu là nơi mà lưu trữ tất cả những cái request và những cái API mà các bạn đang test theo từng project. Thì trên Postman ở đây các bạn sẽ thấy ở cái giao diện đây, mình đang có những cái project example mà mình đã tạo ra để có thể hướng dẫn cho các bạn. Thì trên Postman nó cho phép chúng ta tạo mới hoặc là xóa hoặc là export một cái collection. Ở đây mình muốn xóa một cái project, một cái collection thì mình sẽ chọn vô mà mình xóa đi. Còn muốn muốn tạo nhanh một cái collection trên một cái workspace của mình thì có giao diện của Postman như thế này. Mình muốn tạo nhanh thì mình sẽ chọn vô phần new, và mình chọn vô phần collection, hoặc là mình sẽ chọn vô cái dấu cộng này cũng là tạo ra new collection. Ở đây Postman với những cái feature hiện tại ở năm 2024 thì nó sẽ khó cho phép chúng ta tạo những cái template. Mỗi cái dự án theo RESTful API thì chúng ta có thể tạo ra những cái collection ở RESTful API.
Rồi muốn test end-to-end testing của một cái backend service hoặc một application, chúng ta chọn ra backend để tạo ra các flow. Và ngoài ra nó còn có nhiều cái template khác, ví như functional testing hoặc là thậm chí là performance testing anyway. Ở đây thì mình sẽ hướng dẫn, chúng ta sẽ sử dụng nhất là cái mô tạo một cái blank collection. Thì nó sẽ tạo ra một cái thực thể mới là một cái collection, và chúng ta có thể đặt tên cái collection mà chúng ta đang muốn tạo ra. Ở đây mình tạo ra là một cái example collection đi ha, hay là project chẳng hạn. Ok, thì trên cái project này cho chúng ta có thể collect tất cả các API, các request, các đối tượng object mà chúng ta đang muốn test với cái tool Postman. Ok, và bây giờ từ ở đây thì chúng ta có thể tạo ra một cái request mới, và chúng ta sẽ đặt tên những cái request của chúng ta, ví dụ như example request hay là example API. Ok, thì để có thể hướng dẫn cho các bạn á, thì có rất là nhiều các cái API example để cho các bạn có thể lựa chọn và practice. Mình sẽ share cái đường dẫn example mà các bạn có thể lựa chọn để thực hiện cover testing. Ở trên cái đường dẫn này các bạn sẽ thấy là site example project ở trên cái personal page của mình ha. Mình sẽ để cái phần đường dẫn này ở trong phần description, các bạn có thể click và các bạn lựa chọn những cái đường dẫn của các cái trang hay là example project mà các bạn có thể practice API testing manual cũng như là performance manual cũng như là automation testing với API. Ok, nhưng mà những cái size example này thì nó có limitation số lượng request per second hoặc là một số những cái limit về dạng giống như là nó là mock và data nó không sync giống như thực tế một cái functional feature của một cái application. Thành thử ra là mình sẽ tạo ra một cái project example trên cái service của mình ở đây. Service của mình ở đây nó cho phép những cái function như sau, đó là sign up một cái new user rồi với username password, rồi dùng username password đó log in, nó trả về một cái token, rồi từ cái token đó log in vô để tạo các cái post, các new post, rồi get list các cái post, rồi sau đó là update cái post information, rồi delete cái post. Thì tất cả những cái thông tin đó mình sẽ để ở trên cái bài post này, API with Postman for tutorial on testing for everyone. Cái phần này mình cũng sẽ để ở phần description, các bạn có thể follow. Example đầu tiên chúng ta sẽ cần làm quen đó là get một cái user, phải cần phải có token, rồi giống như hồi nãy mình nói là mình sẽ có cái API cho phép sign up một new user. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng làm quen. Cái con service của mình thì nó đang chạy ở cái port là 1 chấm local host port 5000 501 ha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ làm request. Thì đầu tiên các bạn sẽ thấy rằng là ở đây Postman nó cho phép chúng ta lựa chọn cái method này, sau đó là cái URL hay là URI của cái service mà chúng ta đang hay cái test object của service mà chúng ta đang muốn test, rồi chúng ta sẽ cần input vô. Ở đây cái service của mình thì nó đang là HTTP 2 chấm xuyệt bọt là 1.27.0.0.1. Rồi, đầu tiên mình sẽ làm quen với cái API get user trước ha. Đây các bạn sẽ thấy đây là 1.27.user, thì mình sẽ input cái đường dẫn của cái service của mình vô. Cái API này theo contract đó là nó sẽ yêu cầu là mình sẽ phải login và có cái token. Nhưng mà khi mà mình chưa có token thì mình request, là các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ yêu cầu rằng là unauthorized, là đúng theo cái expectation của mình là nó đã yêu cầu là mình phải điền misauthorization. Ok, thì là mình sẽ lưu lại cái này là mình gọi là get user ha. Chút xíu nữa khi mà mình có một cái user rồi mình login rồi mình sẽ lấy được token. Thì đầu tiên nó đây là một cái method example nhất này. Đó là chúng ta sẽ cần có một cái đây là một cái API example nhất này. Đầu tiên chúng ta sẽ cần phải có cái method, có URL. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có phần header. Ở đây do là method của chúng ta đang là get, cái API của chúng ta đang có method là get, thành thử chúng ta sẽ không cần phải có cái phần body. Nhưng mà thực thể của một cái API thì at least nó sẽ phải bao gồm là cái method, cái URL của cái service mà chúng ta đang đang thực hiện testing, phần header và phần body. Ok, còn các phần sắp thì trong phần tiếp theo mình sẽ nói.
Ok, đó là phần một cái get method ha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp cái phần thứ hai, đó là chúng ta sẽ có cái phần user là login. Ok, mà trước khi có user thì đây là một cái service from class nên chưa có user, nên mình chưa sẽ hướng dẫn cho các bạn cái service sign up trước ha. Sign up thì đây cái API document nó cho phép là cái method này nó sẽ là method post ha. Ở đây thì cái blob này là mình đang để cái format API document nó dưới dạng là curl URL kìa. Nên là nó khá là khó đọc, nhưng mà anyway cái data, cái body của request nó sẽ cần phải chứa là một cái JSON object với các cái key là username, password, first name và last name. Ok, cái header nó sẽ là content type dưới dạng application suggestion, và URL nó là cái session server và suite sign up, UI nó là suite sign up. Vậy chúng ta sẽ input cái phần request này vô trong cái Postman tool là gì? Chúng ta sẽ ở đây chúng ta sẽ chọn new request, add request. Method của chúng ta sẽ là post. Rồi, cái phần này nó sẽ vẫn là 127.0.0.1 bọc 5001 ha. Ok. Rồi, cái UI ở đây chúng ta không còn là user nữa, mà document của chúng ta sẽ là sign up. Ok, bây giờ chúng ta sẽ input là sign up. Rồi, sau đó là cái phần body. Body ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là trong bài trước mình có hướng dẫn đó, là body của một cái request thì nó có sẽ nhiều dưới dạng cái data type. Ở đây là dạng của mình là sẽ là JSON, thành thử là mình sẽ chọn vô phần raw và mình chọn nó format là JSON. Ngoài ra nó còn có những cái format lại khác dưới dạng là text, rồi HTML hoặc là XML. Ở đây cái application của mình nó cho phép truyền vô là một cái JSON, thành thử là mình sẽ cần phải để cái body data dưới dạng là JSON type là gọi là content của cái body format là dưới dạng JSON, và mình sẽ copy cái phần content nó vô đây. Ok. Và mình sẽ input một số các cái username, ví dụ như mình ghi là username một, password đó, theo cái contract này thì nó sẽ cần phải có require, có chữ in hoa, có special character, ký tự đặc biệt, rồi có số, rồi có những ký tự thường, ok, và có thông tin là first name, last name, thì mình lấy example như vậy, era với lại cái thông tin Maurice Seattle. Ok, bây giờ mình sẽ thực hiện cái request để xem là đã đủ chưa ha. Phần header, ở đây thì chúng ta spec là có thêm phần key là content type và application là json. Mình sẽ in vô key là content type và cái value đó, nó sẽ là application json. Ok, như vậy là mình vừa input xong cái request ha. Các bạn sẽ thấy là thành phần là gì, method, URL, rồi phần header và phần body. Chúng ta đã input đủ theo document mà mình đã định nghĩa ở đây cho cái request dưới dạng là post. Ok, chúng ta sẽ thực hiện request thử. Các bạn sẽ thấy ở đây cái service của example của mình ở local nó đã return. Ngoài ra cái việc mà chúng ta test API ở dưới dạng là black box như thế này, chúng ta còn có thể yêu cầu là access vô database. Thì ở đây trong cái khía cạnh là không phải là thực hiện cover detail, mà chúng ta focus vô cái cách sử dụng tool và cover testing ở trên Postman, nên là mình sẽ không có share cái hướng dẫn rồi chúng ta sẽ access database rồi verify như thế nào ha. Anyway thì service của mình nó sẽ phải lưu trữ những thông tin username và password, là nó sẽ hash rồi nó lưu trữ lại. Ok, trong một cái video clip khác thì mình sẽ share cái phần đó sau. Thì nó sẽ lưu trữ thì theo cái contract này nó sẽ return status là 2 là 1, là nó đã create và nó add new record vô trong cái service của mình. Nó thông tin nó báo rằng là message thành công. Ok, và là mình vừa hướng dẫn cho các bạn hai cái method. Đầu tiên là get post. Bây giờ mình sẽ lấy cái thông tin user mà mình mới set up. Bây giờ mình sẽ đi login trên cái service local của mình thì nó sẽ như nào. Tương tự ở đây mình sẽ ghi ở đây nó sẽ là sign up. Ok, sign up nè. Và bây giờ mình sẽ có một cái trường hợp nó sẽ xin lại chữ thành là chữ sign up ha. Bây giờ mình sẽ có trường hợp đó là mình tạo một cái request là chúng có tương hai, đó là chúng ta sẽ là cũng là method of post, ở đây sẽ là login user. Ok,
Bây giờ login user này nó sẽ là gì? Suite login. Mình sẽ copy cái UI thông tin này ha. Ok. Rồi suite login. Alright. Bây giờ tiếp theo là gì? Cái request này nó cũng sẽ là content type là JSON, nên là mình sẽ làm tương ứng application JSON. Ok. Rồi, body request nó là gì? Nó là cái phần username và password. Để mình sẽ copy ở bên đây, ở bên cái request sign up này để cho nó nhanh ha. Ok, rồi mình sẽ xóa hai cái key kia đi. Ok. First name và last name nó chỉ cần hai thông tin username và password. Rồi, chúng ta sẽ thực hiện request nè. Thì lúc này cái request nó sẽ cho phép chúng ta cái authorization data như thế này. Thì nhiệm vụ của chúng ta khi mà thực hiện manual testing với Postman đó, chúng ta sẽ cần phải copy phần accept token này bỏ vô phần login user, nó get cái phần user đó, thì nó sẽ yêu cầu chúng ta là gì? Yêu cầu chúng ta phải input phần authorize và có phần token theo cái contract là như sau, là cái phần authorization nè. Ok. Đó. Rồi, tiếp theo là cái phần bearer cộng cái phần value mà cái phần login nó đã cho phép chúng ta. Đó. Ok. Xin lỗi. Đây là cái phần khoảng cách ra ha. Cái theo cái format của cái value truyền vô authorization. Thì nhiệm vụ chúng ta là lấy cái value của các set token sau khi chúng ta login bỏ vô đây. Rồi chúng ta thực hiện call. Thì các bạn sẽ thấy là khi mà như vậy thì nó mới cho phép chúng ta là login thành công. Còn ví dụ như mình input một cái value gọi là token invalid đi, mình bỏ chữ E đi ha. Mình lưu lại mình call thì các bạn sẽ thấy là nó bị fail, tại vì JWT token này nó bị invalid format này đó, nên là nó bị lỗi. Chính xác là nó phải có đầy đủ thông tin đúng format và nó sẽ return đúng giá trị username. Các bạn sẽ thấy ở đây này, cái thông tin của username password đó, nó mình không có input ở plain text ở đây, mà nó thông qua cái token, nhưng mà nó đã trả về đúng cái khía cạnh là thông tin user mà nó đã login, là cái phần là last name và cái username cũng như là first name của cái user mà chúng ta đã sign up và chúng ta đã login. Bạn sẽ thấy là khi mà mình xài cái service local mà mình code này, nó nguyên cái functional nó workflow của một cái system giống như dự án thực á, nó sẽ dễ dàng hơn dành cho các bạn nào mà chưa có cơ hội làm việc với API testing. Thì các bạn có thể contact mình để lấy cái code sample này, các bạn cài đặt install lên. Ok. Đó là chúng ta sẽ có được cái hai cái method. Đầu tiên là get post và login, rồi dùng lại cái token để có thể get cái user ha. Rồi tiếp theo bây giờ mình sẽ có cái phần tiếp theo đó, sau khi sign up thì chúng ta sẽ create một cái post để tạo create cái post này, URI của chúng ta là suite post, và nó yêu cầu cái phần token như thế này. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ngoài cái cách mà chúng ta input như vậy á, thì khi mà chúng ta có cái phần curl URL này, chúng ta có một cái cách khác để chúng ta import vô Postman nhanh, đó là chúng ta phần copy cái phần URL, phần curl này. Các bạn sẽ chọn vô phần import và các bạn sẽ thấy paste cái curl information của chúng ta bỏ vô đây. Thì tự động Postman nó sẽ install nó sẽ import cái thông tin của cái request nhanh vô cho các bạn ha. Nó tạo thành một cái request mới và các bạn có thể dễ dàng lưu trữ nó vô. Các bạn nhấn Control Save hoặc là Command Save ở trên máy Mac, thì các bạn muốn save ở trên collection nào để các bạn chọn vô cái collection đó để save. Ở đây mình đang muốn collect thông tin này trên cái collection của mình là Example Project. Mình sẽ chọn vô Example Project, sau đó mình save cái request name. Ở đây nó là gì? Create post. Ok. Bạn sẽ thấy là có phần create post và tương ứng là các bạn sẽ thấy là cái post đầu tiên. Cái service của mình nó sẽ có cái require là chỉ có accept một số những cái character, cái category ở đây. Cái category mà mình đang accept là nó chỉ có là testing, develop, management và own thôi. Mình sẽ bỏ vô cái category là testing. Message thì nó là example là message là testing for everyone đi. Thì mình sẽ tạo ra cái request nó đang bị lỗi ha. Chúng ta sẽ kiểm tra xem là bị lỗi do gì. Các bạn sẽ thấy ở đây á, là
mình input cái phần token và chúng ta chưa có cái phần token, và cái token ở đây nó phải là cái thông tin này ha, là service này đang bị lỗi invalid, cái request thì nó phải là báo invalid thay vì là cái unsupported entity ha. Ok, bây giờ mình sẽ tạo request. Các bạn sẽ thấy là nó sẽ tạo nhanh ra một cái request và cái status là created, nó create new record trong system, và cái thông tin mà cái message đầu tiên nên là nó có cái ID bằng 01 ha, cái post đầu tiên ID của cái post này với cái message content là message testing for everyone và category là testing. Ok, vậy là mình vừa hướng dẫn cho bạn có thể sử dụng một cái chức năng nữa là import một cái curl URL. Ok, tiếp theo là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là ở đây là nó chưa có đủ, mình đã expose thêm document rồi nhưng mà nó còn thiếu đây. Ok, mình request cái case thì nó mới apply get thêm document ha. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ create xong thì mình sẽ muốn get tất cả các post thì chúng ta sẽ làm sao, tương tự mình sẽ copy cho nó nhanh ha. Ok, và chúng ta vô đây phần import, đây nó sẽ cho chúng ta một cái post, ở đây chúng ta cũng sẽ cần phải import cái phần token mà chúng ta đã có ở phần create post. Ok, rồi chúng ta sẽ create post thì đây nó sẽ trả về cho chúng ta một list các cái post. Ví dụ như bây giờ mình ở bên phần create cái post, mình tạo thêm một cái post tiếp theo đặt tên theo cái category là develop trên phần body ha. Ok, message số 2 đi chẳng hạn. Rồi giờ mình sẽ thực hiện request thì bạn sẽ thấy là nó thêm cái message ID là 2, thông tin là message 2 giống như những gì mà mình đã request. Rồi bây giờ mình get thì nó sẽ expect nó sẽ phải trả về là hai cái object trong một cái JSON array. Ok, mình nếu tạo nữa thì nó sẽ phải có thêm nhiều record nữa. Ok, bây giờ mình sẽ lưu cái hình này nó thành là get post số nhiều ha, là get một list các cái post. Bây giờ mình sẽ có thêm get post theo ID thôi. Thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào thì mình sẽ import luôn cho nó nhanh ha. Các bạn có thể sử dụng cái chức năng functional mình input từng cái parameter sau. Ví dụ như post ID của mình nó ở đây là phần số 1, header nó tương ứng. Một chút xíu nữa mình sẽ nói đến cái phần parameter ở đây sau cho các bạn hiểu sau ha. Chúng ta sẽ từng đi từng bước một. Ok, get cái post thì nó sẽ cần phải có hình header. Xin lỗi các bạn, của mình nó sẽ là cái này, post theo ID ha. Theo ID thì mình đã tạo hai cái post nên có sẽ có ID số 1 và sao. Rồi bây giờ mình đã có đầy đủ thông tin rồi, mình sẽ thực hiện cái request thì nó sẽ trả về đúng cái ID số 1. Ví dụ như mình kiếm số 2 thì mình tạo request thì nó sẽ trả về cái thông tin của cái post số 2. Ok, bây giờ mình input một cái invalid đi thì xem nó trả về là gì. Nó kêu là báo not found đúng theo construct API testing, thì một cái thông tin, một cái resource mà nó không đúng, nó không có tồn tại thì nó sẽ trả về là 4 là 4. Ok, vậy là đúng rồi đó. Rồi, bây giờ mình sẽ xem nó lại, đây nó sẽ là gì? Sẽ là get post by ID. Ok, mình lưu lại được cái nữa là mình đã trong cái nguyên cái con service đối tượng object của mình là nguyên con service example của mình nó có những cái API gì, mình sẽ tạo hết tất cả các cái host vô trong cái project của mình. Bây giờ mình tiếp theo mình xem còn cái API nào nữa mình test. Bây giờ mình sẽ có cái API là hồi nãy mình đến giờ là chúng ta làm quen với cái request là get post rồi, giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái request là put. Thì ở đây mình đến giờ import mình tạo cái mới đi, chúng ta sẽ add một cái request. Ok, method đây sẽ là put. Rồi object của chúng ta nó là gì, là cái này put lên một cái ID, nên là mình sẽ mình update cái ID số 1 đi, mình sẽ chuyển đây là số 1. Header nó sẽ cùng require về authorize. Ok, và phần bearer cậu cái token của mình. Ok, bây giờ mình sẽ copy các thông tin này trước ha. Tất cả nó đang là hạt code trước ha, rồi tí xíu nữa mình sẽ đi đến những cái function advanced hơn của Postman. Ok, bây giờ chúng ta
sẽ có cái phần là method URL và URI, phần header, và cái method put thì nó sẽ yêu cầu phần có phần body. Body của chúng ta nó sẽ là update không cái thông tin ở đấy, ID cái phần category của cái method nè, của cái post số 1, guest post số 1 nó là testing. Bây giờ mình sửa nó lại thành là đây mình sẽ sửa nó thành là management rồi thêm update ha. Như vậy đi chẳng hạn, thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó update thành không invalid input. Chúng ta sẽ kiểm tra xem những cái gì nó báo là invalid input ha. Ở đây nó yêu cầu chúng ta là gì? Yêu cầu chúng ta là method là put post do cái ID là số 1. Chúng ta kiểm tra coi số 1 có không? Còn đúng không? Số 1 category là testing. Request của chúng ta đang là gì? Development. Mình sẽ kiểm tra xem à, ở đây nó không cho development mà thành là chỉ là develop, nên nó sẽ input là trả về là cái thông tin mà chúng ta push vô nó không có tồn tại. Bây giờ mình sửa thành là develop. Ok, bây giờ chúng ta sẽ save lại và chúng ta thực hiện request. Để save lại thì các bạn có thể dùng cái nút save này ha, click vô đơn vị như mình đổi lại thông tin chỗ này thay, thì chúng ta sẽ cần phải save. Mà chưa save thì nó sẽ có cái chấm màu cam này, thì chúng ta sẽ phải nhấn save lại thì nó mới hết cái dấu màu cam này đi ha, hoặc là Control Save đó. Ok, ở đây thì số 1 của chúng ta đã update rồi, thành thử ra chúng ta sẽ get lại. Ở đây mình cũng update cả số 2 luôn nên thông tin hai cái message nó giống nhau. Ok đó, là nó đã chuyển sang từ cái testing thành develop. Ok, mình sẽ xem nó này nó lại thành là update post. Ok rồi, chúng ta đã có làm quen với get post put. Bây giờ chúng ta sẽ làm quen với delete. Delete thì chúng ta sẽ là gì? Chúng ta sẽ chọn method ở đây là delete, rồi cái theo cái contract API ở đây nó là sweep post và post ID. Đối với delete thì nó không cần phải có body. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tạo thử một cái method là lỗi, mình mới nhấn sai một cái folder rồi. Mình tạo ra cái folder, chúng ta sẽ cần phải chọn kiểu ở đây thì khi mà trong một cái project mà chúng ta muốn chia theo từng cái folder, theo từng project, theo từng cái feature của một cái project, thì các bạn cũng có thể tạo cái sub feature để chúng ta có thể lưu trữ theo dự án của chúng ta. Ở đây do network của mình nó đang có trouble thành thử là nó quay hoài luôn. Ok, bây giờ mình sẽ tạo ra một cái request trước đi ha. Mình sẽ tạo ra add một cái request. Bây giờ mình sẽ method của mình sẽ chọn ở đây là delete. Ok, bây giờ mình sẽ tương ứng cái URL thì nó giống như bên phía update một cái post. Ok, bây giờ mình sẽ xóa đúng cái method cái message là cái post số 1 luôn. Nên là mình sẽ yêu cầu là mình cần phải có cái phần authorize. Ví dụ như bây giờ mình nhấn thì mình request đi, nó sẽ missing authorize liền, và mình sẽ cần phải có cái phần authorization authorization, và cái thông tin này nó sẽ chính là phần bearer. Và cái token của mình cần có ở đây. Ok, và mình sẽ save lại qua cái hotkey là Control S hoặc là Command S ha. Ok, mình sẽ nhấn và nó trả về là 204, tức là đã delete thành công. Bây giờ mình kiểm tra xem, mình get lại xem là còn cái ID số 1 không. Các bạn sẽ thấy là nó mất đi số 1 rồi. Ok, vậy là service của mình nó work đúng rồi đó. Giờ mình sẽ tạo thêm một số những cái tạo thêm một số những cái post, ví dụ như post. Giờ mình tạo lại cái testing đi, testing message testing rồi. Ok, để nó sinh ra nhiều thêm nhiều cái post ha. Nó có post số 3 rồi, mình get lại thì nó sẽ có ba, có hai cái post, post số 1 đã bị delete rồi. Ok, bây giờ mình sẽ lưu lại cái này nó thành là delete post. Ok, delete post, cái này là update a post, update a post. Rồi còn một API cuối cùng mà trong cái contract example của mình đó là search post. Thì ở đây các bạn sẽ thấy là nó có hai cái khía cạnh mà trong API testing mà chúng ta cần phải quan tâm đó. Đây nó sẽ là path param ha.
Các bạn sẽ thấy ở đây nó param của một cái request thì nó sẽ có hai loại là trên cái UI á, thì cái chỗ này là mình sẽ gọi nó là phần path param trên cái path trên đường dẫn á. Ok. Cái loại thứ hai mà chúng ta đã sẽ làm quen đây nó sẽ là query param. Ở đây sẽ là search và nó các bạn thấy cái từ query có nghĩa là chúng ta truy vấn á, ví dụ như chúng ở cái một cái service nó truy vấn là tìm các cái message hoặc là theo từng cái category thì cái service example của mình nó sẽ cho phép chúng ta search như vậy theo cái API service như thế này. Ok, bây giờ mình sẽ copy cái phần đó vô, mình tạo ra một cái request để mình testing cái phần cái service mà nó cho phép chúng ta thực hiện cái query param. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho bạn tạo một cái request với query param với postman. Thì mình sẽ tạo một add một cái request mà mình đặt tên nó là get post and query ha. Query. Ok. URL ở đây nó cho phép chúng ta input vô. Thì cái chỗ này là dấu hỏi nè, cộng thêm cái key mà chúng ta muốn verify và cái thông tin mà chúng ta muốn search. Thì các bạn sẽ thấy là khi mà mình copy như thế này thì ở trên cái phần param của cái phần request á, nó có thêm cái thông tin là cái query param và cái key mà cái message mà mình muốn tìm kiếm. Ok, và ở đây tương ứng thì nó cũng sẽ cần phải có cái phần authorization và cái phần bearer token, thì chúng ta cũng sẽ cần phải update cái phần header. Ok, và phần bearer token mình của cái service này. Ok, bây giờ mình sẽ tạo request thì nó sẽ tìm thấy là tất cả các message mà nó có cái thành nó có cái thêm cái value là message nên nó mới return về. Bây giờ mình sẽ query tìm đúng cái message mà nó có cái content là cái thông tin này thôi, thì mình sẽ bỏ vô cái phần này, bỏ cái phần value chính là theo absolute theo nguyên cái string này luôn ha, message testing update, và mình sẽ tạo request thì nó chỉ trả về đúng cái message mà nó có cái phần message theo giống như mình đang query. Ok, như vậy là mình vừa share cho các bạn cái cách để chúng ta tạo nhanh và làm quen với Postman, thì là khá là example để chúng ta làm quen với get, post, put và delete. Thì mình nghĩ rằng là các bạn có thể sử dụng những cái trang mà mình đang share ở đây để các bạn có thể làm quen trước. Sau đó chúng ta sẽ đi đến những cái phần tiếp theo của bài chia sẻ về Postman, cũng như là những cái phần mà ví như chúng ta sẽ sử dụng những cái lưu trữ rồi repost và post response của bên phía Postman. Mình sẽ dừng cái video clip này ở đây tại vì nó có thể sẽ tạo thì nó sẽ dài và các bạn sẽ không muốn coi thêm nữa, để có thể follow các cái phần quan trọng của những bài chia sẻ về Postman và API testing. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video clip tiếp theo và bài học tiếp theo của Testing for Everyone. Hãy nhấn like và cho Testing for Everyone một like như một sự ủng hộ dành cho mình. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.